Hello, Hoàng Dũng 091 xin chào đến với tất cả mọi người cùng các anh em chiến hữu nha. Hôm nay thì mình chia sẻ đến với tất cả mọi người cùng các anh em chiến hữu về một cái app. Thì cái app này cũng rất đặc biệt nha mọi người, thì nói chung nó cũng nhiều nhưng mà sau khi mình trải nghiệm hết rồi thì cái app nó là đây. Thì cái app này chuyên khôi phục dữ liệu từ chiếc điện thoại của mình nha mọi người. Thì nói chung là lỡ tay mọi người xóa những video ảnh gì là nó khôi phục được lại hết nha mọi người. Thì cái app nó là đây nha mọi người. Thì bây giờ trước hết ta vào cái siêu thị Tân Thương bé nhỏ của mình đi ha. Đây cái siêu thị của mình đây nha, ta lít vào. Nói chung cái việc cài đặt thì nó cũng đã rất là đơn giản. Rồi tên app của nó là đây nha mọi người. Đó thì bây giờ mọi người thấy, nói chung bây giờ mọi người thấy là cái tên app nó là đây, nhưng mà cái bảng này là cái bảng 3 beta ha, 3 beta thành thử là nó màu xanh. Thì nói chung là những cái tính năng của nó ha, những cái tính năng của nó bị hạn chế hơn cái bảng của mình đây nha mọi người. Đây, cái bảng của mình đây. Ha, bản của mình đây là bản Pro nha mọi người. Thì nói chung là tính năng nó hoạt động mạnh mẽ hơn và tốt hơn nha. Đó. Nếu ai thích sử dụng cái bản này thì liên hệ Zalo với mình nha. Đó. Thì bây giờ đây mình mở cái đây. Đó, mọi người thấy không? Ở đây là cái bản là beta. Thì cái bản này thì nói chung á là nó có quảng cáo nha. Đó thì nói chung mọi người nếu muốn sử dụng không logo không quảng cáo thì sử dụng cái bản mình đây. Đó, thì cái việc cài đặt thì nó bình thường thôi. Thì bây giờ sau khi cài đặt xong như vậy thì bây giờ trước khi để app nó như thế nào thì bây giờ đây mình vào bộ sưu tập nha. Bộ sưu tập của mình đâu, bộ sưu tập của mình đây nha, để mình xóa đi. Thì trong bộ sưu tập của mình hai ảnh nha, hai video, bây giờ mình xóa đi nha mọi người. Xóa xóa nó đi nha. OK, thì cái việc xóa này, ví dụ chẳng hạn như nè, đây, ta vào thùng rác, ta lấy lại là bình thường, ta lấy lại bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ mình dọn sạch nó luôn nha, làm trống nó luôn nè, đó, mất tiêu, nha. Chứ còn cái việc xóa rồi lại vào thùng rác lấy lại bình thường, đó, ví dụ như là xóa mất tiêu trong thùng rác cũng không có luôn nha mọi người. Đây, đó thấy không? Rồi, rồi bây giờ để ta cho app nó khôi phục nha. Rồi việc đó đơn giản bình thường, ta lít vào app nè. Rồi và OK thì bây giờ mọi người thấy nè, hai dòng nè, ha, một dòng ở trên là khôi phục ảnh, một dòng dưới là khôi phục video nha. Đó thì bây giờ ta khôi phục ảnh trước nha, lít vào thôi. Đó bây giờ bắt đầu là app đang chạy. Thì cái việc khôi phục này á, ha, nhanh hay chậm tùy theo cái dữ liệu trong máy của mọi người thôi nha. Đó thì bây giờ app đang khôi phục hình ảnh cho ta. Thì cũng như mình đã nói đó, ví dụ như chẳng hạn như là tùy theo dữ liệu trong máy của mình nhiều ít mà cái app nó khôi phục lại thôi nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người chờ một tí xíu nha. Và rồi OK, sau khi khôi phục xong nè, chạy xong nha mọi người. Đó, là ta được 124 file ha. Đó, đây được app được ha. Ta được 124 file, ta click OK luôn nha. Rồi bây giờ mọi người cuộn lên nè. Đó, tất cả những cái những hình ảnh của mình đây nha mọi người. Đó. Đây hai cái hình ảnh mình mới nhất, nói chung cái nào mới nhất là nằm ở dưới nha. Đó đây thì những tất cả những hình ảnh này nè, đó của mình xóa từ từ trước nha. Đó nó cũng ở trên đây hết nha mọi người. Đó ta cứ lượt ha, ta cứ lần lượt ta xem. Đó những cái này là hôm trước mình xóa nè, đó mình bỏ nè. Đó, bây giờ nó có hết thêm mọi người, không xóa một cái nào hết nha. Đó, thì đây ta bắt gặp ha, đây đây ta bắt gặp hai cái ảnh của ta, gặp hai của ta mới số mọi người thấy không. Đó thì ví dụ như mọi người muốn khôi phục nó lại thì ta lít vào ba chấm ở đây nè nha. Đó thì bây giờ nếu mà mọi người muốn xem ha, xem ảnh thì ta lít vào đây. OK, đó là cái ảnh của ta đó, mọi người thấy ảnh hồi nãy mình mới số đúng không. Đó rồi thì bây giờ mọi người muốn lấy nó lại ha, ta lít vào cái dòng này, sell nó lại nha mọi người. Đây. Đó, thì sau khi sell vào đây rồi á thì mọi người muốn tạo thư mục mới hay đưa nó nằm ở thư mục nào cũng được. Bây giờ riêng mình, bây giờ mình tạo thư mục mới nè. Chẳng hạn như tạo thư mục là ví dụ chẳng hạn như là mình ví dụ mình đánh là ảnh đi ha. Rồi, OK. Rồi. Tiếp đến sử dụng thư mục này, ví dụ mình lấy một ví dụ rồi cho phép nè. Rồi
mình lưu tiếp cái ảnh này về luôn nha mọi người. Đó, mình làm thử, mình lưu tiếp một cái ảnh này về để xem, thì ta vô đây ta xem nó nè. Đó, xem lại ảnh đó thấy không, thì ảnh của mình hai cái ảnh mới tạo nãy đó, mới xóa hồi nãy đó nha mọi người. Rồi bây giờ ta muốn lấy về, ta click vào đây, vô đây rồi ta bỏ trong cái thư mục hồi nãy luôn nha. Ok rồi, cho phép rồi, hai ảnh mình đã save về rồi ha. Rồi bây giờ tiếp tục ta thoát ra. Rồi sau khi ta thoát ra xong, bây giờ là mình khôi phục video nha mọi người. Đó, bây giờ mình khôi phục video nè, ta click vào thì cũng như chạy như là mình khôi phục ảnh thì thôi. Thì mình đã nói đó, ví dụ như tùy theo cái dữ liệu ha, tùy theo dữ liệu của trên máy mọi người thôi nha. Rồi bây giờ sau khi khôi phục xong thì nói chung là video ở đây mình ít đã được, mình đã khôi phục được 7 video này nha, 7 file đây nha mọi người. Ta click vào ok đó. Đó, đây là những cái video mình mới xóa đây nha mọi người. Rồi bây giờ ví dụ ta muốn khôi phục video thì cũng như vậy thôi, ta cũng click vào đây. Đó, ta muốn xem video thì ta click vào đây. Đó, để ta click vào đây ta xem video nha. Rồi bây giờ chẳng hạn đó, và ví dụ như ta muốn khôi phục lại thì chẳng hạn đây ta click vào đây, ví dụ đây mình muốn xem video nè, phải không? Ta click vào đây. Rồi mình mở thử cho mọi người xem nha. Hello, Hoàng Dũng 091 xin chào đến tất cả mọi người cùng cá nhân chiến hữu nha. Thì vừa qua mình có chia sẻ đến với tất cả mọi người và cùng các anh chiến hữu về cái việc mình giấu những cái file ảnh ha, hoặc những cái video nào mà ta không thích ai xem dòm ngó gì đó ha, ta giấu và ta ẩn nó hết, và đặc biệt là ẩn những cái file, nói chung tất cả những cái file gì ta muốn ẩn giấu nó là ta giấu hết ha. Thì hôm nay là mình lại tiếp tục chia sẻ đến với tất cả mọi người cùng các anh chiến hữu về cái việc ẩn những cái ứng dụng này nha mọi người. Đó, ẩn như ngon icon này cho nó mất nha. Đó, thì trong cái bài rồi ta tắt nó đi đó, thì mọi người cái bài viết này là hôm trước mình có chia sẻ với mọi người là mình đã xóa rồi ha, mình đã xóa rồi, thì bây giờ mình đó mình khôi phục lại cho mọi người xem nó theo. Thì bây giờ đây người ta muốn khôi phục nó lại thì ta click vào đây, cũng như là ảnh thôi, xèo nó lại rồi xèo vô thư mục này luôn nha, cho phép luôn. Ok rồi bây giờ xong rồi, ta thoát ra nè, rồi thoát hết ra ngoài màn hình chính nha mọi người. Rồi ta lại vào bộ sưu tập của ta nè, và ok mọi người thấy không, hai ảnh ta đã khôi phục lại, thấy không mọi người, video nó đâu, rồi video nó đây nè, mở lại cho mọi người xem nè nha. Cả mọi người cùng các anh chiến hữu nha. Thì vừa qua mình có chia sẻ đến với tất cả mọi người và cùng các anh em chiến hữu về cái việc mình giấu những cái file ảnh ha, hoặc những cái video nào mà ta không thích ai xem dòm ngó gì đó ha, ta giấu và ta ẩn nó hết, và đặc biệt là ẩn những cái file, nói chung tất cả những cái file gì ta muốn ẩn giấu nó là ta giấu hết ha. Thì hôm nay là mình lại tiếp tục chia sẻ đến với tất cả mọi người cùng các anh em chiến hữu về cái việc ẩn những cái ứng dụng này nha mọi người. Đó, ẩn như ngon icon này cho nó mất nha. Đó, thì trong cái bài viết hôm nay mình chia sẻ đến với tất cả mọi người cùng các anh em chiến hữu về cái việc ẩn. Rồi ok, đó mọi người thấy chưa? Mình tạm thời một đoạn thì mình tắt nha. Rồi bây giờ mình ta thoát ra. Thoát ra hết màn hình chính nha mọi người. Đó, thì bây giờ cái app nó là đây. À, cái app nó là đây nha mọi người. Thì video chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc. Chúc mọi người thành công và cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Còn ai thích sử dụng cái bản Pro này thì liên hệ Zalo với mình nha. Thì nói chung còn không thích thì ví dụ chẳng hạn như mình vào xe lay đó, vào cái siêu thị thân thương bé nhỏ của mình như mà mình nói hồi nãy đó, đây đó, rồi ta cứ nhập cái từ đó, đây tên app đó là đây rồi đó. Thì cái bản này là bản, cái bản này thì nói chung á ở trên cửa hàng xe lay thì nó có quảng cáo nha. Đó, nó có quảng cáo và nó có logo, nó có quảng cáo, và cái tính năng của nó thì nói chung nó bị hạn chế hơn cái bản Pro của mình nha mọi người. Rồi ok, bây giờ mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại nhé. Ok.